thư bác sĩ nội trú người Việt gửi từ New York sụp đổ trong 10 ngày tháng 3 bão táp và niềm tin bất diệt. Toàn bộ sức nặng của hệ thống phòng ngự bây giờ đè lên vai của những nhân viên y tế ở tuyến đầu. Trân trọng giới thiệu lá thư của một bác sĩ nội trú người Việt đang chiến đấu với đại dịch ngay từ trong tâm dịch tại bệnh viện New York Respiratorian. Bữa giờ rất nhiều người hỏi thăm tình hình ở New York City thế nào, và thật tình là với một đứa từng viết báo như mình, cũng không thể nào giải thích hay diễn tả bằng lời được hết những gì đang diễn ra trong bệnh viện bây giờ. Những ngày qua, muốn viết cũng không viết nổi vì cảm xúc như đá chai sạn đi. Chỉ trong vòng một tháng, New York của mình đã thay đổi đến chóng mặt. Đầu tháng 3, hai vợ chồng được nghỉ và vẫn còn kéo nhau round trip xuyên bang. New York City và nước Mỹ lúc này vẫn còn hoạt động bình thường. Dịch bệnh lúc này hầu hết chỉ ở Seattle. Ngay trong bệnh viện, mọi người cũng chỉ nói về COVID-19 như thể nó ở tận đâu xa lắm và không liên quan đến mình. Nhưng chỉ trong 10 ngày đi chơi, mọi sự đã thay đổi đến chóng mặt. Ngày thứ nhất, ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở New York, bệnh viện của hai đứa đều gửi email nhắc nhở mọi người cẩn thận, chú ý rửa tay thường xuyên. Ngày thứ hai, email từ bệnh viện nhắc lại từng bước mặc dụng cụ bảo hộ trong trường hợp có bệnh nhân nghi mắc COVID-19. Ngày thứ ba, ca bệnh thứ hai xuất hiện. Đây là ca siêu lây nhiễm khi bệnh nhân này đã nhập viện từ cách đó mấy ngày với chẩn đoán viêm phổi và hoàn toàn không được cách ly. Ngày thứ tư, có 9 ca bệnh mới và đều liên quan đến bệnh nhân số 2. Ngày thứ năm, bệnh viện email nhắc lúc nào nên dùng khẩu trang N95 và lúc nào nên dùng khẩu trang thường. Trong email, họ cũng cấm không được lấy nước rửa tay khô trong kho ra dùng, nước rửa tay khô bình thường để đầy trong kho, còn phát miễn phí cho bệnh nhân nữa. Nhắn tin hỏi bạn thì mới biết đó là do mọi người bắt đầu mua sạch sản phẩm này trong siêu thị và bệnh nhân với người đi thăm bệnh bữa giờ đã chôn hết trong bệnh viện. Nên bây giờ nó lại là hàng hiếm và không được dùng thoải mái như xưa nữa. Ngày thứ 6, New York City lại có thêm 44 ca bệnh, hầu hết đều liên quan đến bệnh nhân số 2. Ngày thứ 7, New York có 89 ca, bệnh viện thông báo tất cả các những bác sĩ và nhân viên đang làm việc ở nước ngoài đều phải quay về ngay lập tức. Ngày thứ 8, số ca tăng lên 106. Bệnh viện yêu cầu nhân viên nếu có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh viện đều phải ở nhà, không được đi làm để tránh lây nhiễm. Ngày thứ 9, 142 ca, nước Ý thông báo giới nghiêm toàn quốc. Bệnh viện New York nhìn bệnh viện Ý bị quá tải, bắt đầu lo sợ điều tương tự sẽ xảy ra ở đây. Bệnh viện của mình thông báo PPE bắt đầu bị thiếu hụt và yêu cầu hạn chế số người ra vào phòng bệnh nhân để tiết kiệm đồ bảo hộ. Ngày thứ 10, 173 ca, hai đứa mình về lại New York, chuẩn bị đi làm lại và bước thẳng vào tâm bão. Từ ngày thứ 10 đến hôm nay, mọi thứ hoàn toàn bị mất kiểm soát. Đây cũng là một hiện thực cuộc sống trong tâm dịch. Là tất cả bệnh viện ở New York hiện giờ đang hoàn toàn quá tải, số ca bệnh cứ tăng lên gấp đôi mỗi 3 ngày. Số lượng bệnh nhân bị nặng và cần đặt nội khí quản khá cao, số máy thở đang vơi dần. Và vấn đề không phải chỉ ở số máy thở, mà còn là thiếu hụt số phòng và số nhân viên có thể chăm sóc bệnh nhân. Bệnh viện dã chiến đang được dựng lên khắp nơi, và chính phủ đang kêu gọi các bác sĩ đã về hưu quay lại làm việc vì không đủ bác sĩ. Là số đồ bảo hộ PPE cứ vơi dần đều, ban đầu quy định là tất cả mọi người phải mang N95 khi khám bệnh nhân nghi nhiễm và phải thay khẩu trang giữa các bệnh nhân. Khi số lượng N95 giảm mạnh thì quy định mới là được phép dùng lại N95 trong ngày, rồi lại đổi thành chỉ được dùng N95 khi đặt nội khí quản, còn lại phải đeo khẩu trang thường. Và bây giờ, khi số lượng khan hiếm cùng cực thì mỗi bác sĩ chỉ được phát một khẩu trang loại dùng một lần và phải dùng đúng cái khẩu trang đó đến khi nào có hàng mới về. Bình thường, chuyện dùng lại khẩu trang là chuyện không tưởng và nếu bị bắt gặp thì sẽ bị phạt ngay. Nhưng thời điểm này thì bao nhiêu quy định đều không còn tác dụng gì nữa hết. Là hiện thực đau lòng, hầu hết bệnh nhân COVID-19 khi mất đều ra đi một mình. Rất nhiều gia đình đã phải nhìn người thân của mình ra đi qua FaceTime và rất nhiều gia đình còn không hay biết người thân của mình đã mất vì bệnh viện không liên lạc với họ được. Và
Mất vì bệnh này, nếu không được tiêm morphine là cảm giác như đang chết nghẹt. Khi phổi không còn cung cấp oxy cho cơ thể nữa, đó là cái chết đau đớn và cô độc nhất. Là hầu hết nhà xác đều đã quá tải, không còn chỗ để thêm, nên bây giờ thành phố phải đem xe tải đông lạnh tới để chở xác. Là sản phụ bây giờ phải đi sinh một mình, không được có chồng hay người nhà vào thăm để tránh lây nhiễm. Là bao nhiêu ông bố lỡ dịp được nhìn thấy đứa con mình ra đời. Là quyết định cho sinh viên năm cuối trường y tốt nghiệp sớm để có một lượng bác sĩ mới giúp bệnh viện trong cơn đại dịch này. Là khi mình và bạn bè trong ngành đều không dám về nhà hay gặp người nhà vì bọn mình đã mặc định là chắc chắn sẽ bị, đã bị hoặc sẽ bị lây nhiễm, chỉ là sớm hay muộn. Cả tuần nay, mẹ chồng mình đều tới nhà nhưng chỉ được đứng bên ngoài cách vài mét và chưa được nhìn và nói chuyện với hai đứa mình qua cửa sổ. Mẹ không được để bị lây bây giờ, nếu chẳng may bị bệnh mà phải vào bệnh viện thì mẹ phải vào một mình. Và nếu phải lựa chọn giữa mẹ và một bệnh nhân khác trẻ hơn, thì chắc chắn bác sĩ sẽ đưa máy thở cho người kia vì cơ hội sống cao hơn. Nếu chuyện đó xảy ra vì con lây cho mẹ, thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được. Là khi bọn mình phải sống trong nỗi sợ là sẽ lây bệnh cho chồng, người yêu, những người đang sống ngay trong nhà. Là khi dịch bệnh khiến người ta phải lường trước tình huống xấu nhất, các bác sĩ đều phải đang hối hả lập di chúc, đặc biệt những ai đã có con. Vợ chồng phải dặn nhau trước là nếu đã đến lúc hoàn toàn hôn mê thì có nên đặt nội khí quản không hay là cứ để cho ra đi thanh thản. Lời nói đùa mọi khi, nếu em có chuyện gì thì anh cứ lấy vợ mới đi, trong thời điểm này lại thành ra nói thật. Nhưng trong thời điểm khó khăn này lại làm mình thêm trân quý những gì mà gia đình, bạn bè và cộng đồng đang chung tay góp sức giúp bọn mình chống dịch. Khi nhận được tin từ bệnh viện là chỉ còn đủ một khẩu trang cho mỗi bệnh bác sĩ, mình đã gửi tin nhắn cầu cứu đến một loạt bạn bè, hỏi xin nếu đứa nào còn khẩu trang thì cho mình mua lại. Vậy mà chỉ trong vòng mấy ngày, bọn bạn mình đã hỏi dò người quen và bằng cách nào đó, mỗi đứa đều kiếm ra được cho mình vài chục khẩu trang gửi về. Hàng loạt các nhà hàng và dịch vụ giao thức ăn đều quyết định tặng phần ăn cho bác sĩ và y tá để bọn mình tập trung làm việc. Rồi thì nhãn hiệu giày và quần áo cũng tặng sản phẩm cho nhân viên y tế. Cả thành phố bây giờ đều dồn lực và hy vọng về các bệnh viện. Là khi cả thành phố hẹn nhau đúng 7 giờ, cùng nhau vỗ tay cảm ơn và cổ vũ đội ngũ y tế trong bệnh viện. Tới đúng giờ, ngồi trong bệnh viện nhìn ra là thấy một loạt người dân đứng ở ban công vỗ tay náo nhiệt và vẫn giữ đúng luật không đi ra đường và không đứng gần nhau. Lại cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Và vì tất cả những điều đó, mình tin là New York sẽ qua được đại dịch này. Cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu nữa thì không ai biết được, nhưng Covid-19 sẽ qua đi. Và thành phố này sẽ trở lại như xưa, vì ở đây có những con người luôn hết mình vì nó và luôn có một niềm tin bất diệt vào thành phố không bao giờ ngủ. Bài viết cho 1 tháng 3 đầy bão táp.